Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Lại Đăng. Các bạn thân mến, như vậy là một ngày làm việc nữa lại bắt đầu của tôi. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 8 dương lịch, tức là ngày 24 tháng 6 âm lịch năm 2023. Và cứ mỗi sáng thức dậy thì tôi lại trở lại với công việc quen thuộc của mình. Mình đi chăn mấy con gà. Trước đây thì cũng có nuôi khá nhiều gà trọi đấy. Anh em nhìn thấy dãy chuồng này và kia nữa, lồng rồi bu cũng khá là nhiều. Nhưng bây giờ thì mình không nuôi được gà trọi mấy nữa rồi, tập trung vào nuôi chó nhiều, nên nuôi mấy con thì còn có 3 con gà mái trọi và 1 con gà đực thôi, còn 1 con đang ấp ở trên kia. Ở đây còn một chuồng gần chục con nữa mình đang nhốt ở trong kia nhé. Gà này thì toàn là chăn ngô thôi. Và ngô này thì cứ mỗi lần lên trên bản Mông mua chó thì mình lại ghé qua nhà dân để mua một bao và để chăn gà. Cứ hết thì thỉnh thoảng lại đi lại mua nhé anh em nhé. Cho nên là gà ăn thịt rất là thơm ngon, da vàng. Có dịp được đón tiếp anh em thì sẽ mời anh em thịt gà thả rông nhá. Mình đồi núi thì đằng trước đằng sau mênh mông, nên gà toàn thả rông thôi. À, tối thì nó ngủ ở trên cây. Nên là gà muốn bắt thịt là cứ phải bắt từ tối hôm trước thôi. Đến hôm sau bắt thì khá là khó đấy. Sau đó thì mình sẽ dắt mấy con chó này đi vệ sinh. Hai con này là hai con mới về đây. Con xù này thì con lông dài hơn một chút này, thì đêm nay sẽ gửi đi nhé. Còn con này cũng còn để lại. Con cái và con sám này thì vừa mới phối giống xong. Thì chó mới mua về nên là cũng chưa dám thả ngay, mặc dù là nó cũng rất là thuần rồi, bắt sờ thoải mái rồi. Mình mà muốn chó nó thuần nhanh thì cứ chịu khó dắt đi dắt lại như thế này. Ngày nào cũng phải dắt đi dắt lại thì nó sẽ nhanh thuần hơn. Đừng xích nó một chỗ và đừng nhốt nó ở chuồng lâu. Con này có quả tai rất là dày nhá. Con này thì theo chủ nó nói nhặt được khá là nhiều rùa rồi đấy. Mình sẽ thử con này tập rùa với rắn. Bây giờ là 8 giờ sáng rồi, lại đi cách nhà mấy cây số để test chó săn. Để test hai con chó mực. Bạc con chồn đèn nó đuổi lúc thì ngon, chồn đèn bạc má hay ngon, cao. Nó mực lên trên kia. Đấy, rồi, cả. Thấy hơi không? Cứ đứng sang bên kia nhìn bên kia. Ui! Quá chắc bơi sang bên kia luôn đấy. Sang bên kia. Được. Nó sang bên kia. Một con sang đấy đó. Có để con cái nó bên anh đâu. Cho một con sang đấy đó. Sau khi mà đi lên rừng test hai con chó săn cày cáo một buổi sáng thì bây giờ là 11 giờ trưa rồi. Tôi lại ra đường đón hộ một người anh em ở Hà Nội, một con chó. Con chó này thì anh em mua ở Bắc Cạn nhưng mà không có xe thẳng về Hà Nội, lại nhờ mình đi đón hộ. Sau khi nhận con chó này thì 3 giờ chiều nay lại mang ra đường để gửi về Hà Nội cho anh em nhé. Đây tôi sẽ quay con chó này cho anh em xem. Đây chó về nhà rồi anh em nhé. Con này thì khi mà chủ con chó này nó gửi video cho mình thì mình cũng đã định mua con chó này, nhưng mà mình tưởng nó là chó già nhưng hóa ra nó là chó non. Con chó này mới mình đoán được khoảng độ cũng tầm 7-8 tháng thôi, nhưng mà chủ họ đòi cao quá, đòi mình là
2,6 triệu rồi. Nếu mà tính như thế thì lồng cước về nhà nữa thì nó lại thành 3 triệu. Mà con chó non về nhà 3 triệu rồi thì mình sau này mình biết bán cho anh em nó như thế nào. Mặc dù thấy con này nó đuổi chồn đèn bạc má cũng khá là ham đấy. Cho nên là sau đó thì có một người anh em ở Hà Nội bỏ tìm hộ chó tư. Và hôm nay mình đi nhận hộ và chiều sẽ gửi đi cho anh em ở Hà Nội con chó này. Thì chó non mà anh em bán cao quá thì chúng tôi cũng không mua được. Để mua rồi lồng cước về đến nhà xong người khác mua cũng lại lồng cước nữa, đương nhiên là nó lại thành quá đắt. Cho nên là anh em bán cũng hợp lý, kể cả tôi bán chó non tôi cũng bán giá hợp lý cho anh em thôi, tùy từng con. Săn giỏi khác và săn bình thường khác. Còn chó tơ này thì không ai đảm bảo có thể săn giỏi đẳng cấp được. Tìm những con tố chất và ham săn thôi. Cũng 2-3 triệu đổ lại thì anh em mua được, chứ nó cao hơn quá thì cũng chịu. Tôi mua cũng thế mà anh em mua cũng thế. Còn bây giờ hơn 11 giờ trưa rồi. Tạm thời nghỉ hết công việc buổi sáng này đã. Chiều lại tiếp tục công việc anh em nhé. Bắt đầu công việc buổi chiều anh em ạ. Lại trời hơi mưa. Và lúc này tôi đang chờ đường để lấy một cặp chó non. Tôi đang chờ đường để lấy một con chó vàng kim lưỡi thép ở Cao Bằng gửi về nhá. Và một con chó đen. Lát nữa về sẽ quay cho anh em xem. Đây, xe đến đây rồi. Đây, chó về nhà rồi. Xem hao. Một con này là con vàng kim lưỡi thép này. Con này xem. Con kia thì bé, con này thì to hơn. Con này đầu thủ ác đấy. Con này cái mà như đực ấy. Đây, xem thằng đen này thế nào. Con đen này là cái. Đầu thủ như đực ấy. Đẹp chưa? Chó này ở Bảo Lâm, Bảo Lạc, Cao Bằng về nhá. Ở đây chắc khoảng 4 cân, hơn 4 cân. Cái ngực một tí lông trắng. Rồi. Con này là đực vàng kim lưỡi thép đây. Con này thì hơi bé. Con này thì ở nhà họ bầy có 10 con cơ. Khiếp thật, một con chó đẻ 10 con mà trong đó có 3 con lưỡi thép. Thì hai con tai cúp mình không bắt. Con này chắc chỉ khoảng 2 cân rưỡi thôi. Và con này mua 500 đấy anh em ạ. Đấy. Chân không huyền đề. Chẳng qua nó bị chó này chẳng qua là nhà nó nhiều con quá thì nó không mập thôi. Một con mẹ đẻ 10 con cơ mà. Đực nhá. Vàng kim lưỡi thép. Thằng vàng kim lưỡi thép này là hiếm tìm đấy anh em ạ. Lần đầu tiên mình mới gặp được một con chó vàng kim lưỡi thép này. Con này hôm qua mua về thì đã bảo em nó tẩy run sán cho mình rồi. Đầu lồi bướm đấy. Con chó này nó rắn thật. Móng chân đẹp đấy. Bé bé nhưng mà nhìn chất đấy. Lưỡi thép. Có một tí thì tì nữa là chưa đèn hết rồi. Vài không? Được. Được nhé.
Ngay. Con này nó to gấp gấp rưỡi con trắng kia. Con đen này. To thật. Gì đó. Đây con bầy này nó lớn, khá lớn rồi đây. Bầy này 6 con vẫn còn nguyên nhá. Nó con mẹ đi đâu từ lúc buổi trưa giờ mình chưa thấy về đâu. Gọi mãi không thấy con mẹ nào đâu. Bắt đầu cho ăn cháo rồi, 1 tháng rồi. Hai chục ngày nữa là bán được. Bây giờ là 3:30 chiều rồi. Lại mang con chó này ra gửi cho anh em ở Hà Nội đây. Chó này nhận hộ rồi. Đây xe đến đây rồi. Xe Duy Cường, Mỹ Đình, Sơn Tây. Chó lên xe rồi nhá. Một ngày bận rộn anh em ạ. Sau khi mà đi gửi chó xong thì bây giờ mình lại ra đại lý để lấy mình ra đại lý để mua 2 cái lồng. Đêm nay đi gửi 2 con chó nha. Đây là đại lý quen thuộc lấy hàng năm. Lồng thì có rất nhiều loại. Lồng tròn, lồng vuông, lồng nhốt chó, lồng nhốt gà, nhốt lợn. Tất cả các loại đều có hết. Anh em nào cần mua lồng thì cứ liên hệ về Thái Nguyên. Các loại giá cả hợp lý. Một năm thì mình tiêu thụ khoảng 200 cái lồng to nhỏ tất cả các loại. Trong số đó thì có 2/3 là mua ở đây. Còn lại khoảng 1/3 là khi mà mua chó ở nơi khác thì lại mua cả lồng ở nơi khác này. Bình quân to nhỏ là cứ 200.000 một cái. Thì 200 cái cũng vào khoảng 40 triệu rồi anh em ạ. Nhiều lúc anh em cứ bảo là bán con chó hay cho xin cái lồng, nhưng mà một con hai con thì cho được. Nhưng mà tính đến số lượng hàng trăm cái thì nó cũng là một khoản nhiều đấy. Đây là bà chủ nhá. Chào mọi người. Đây mình đang lấy 2 con này ở đêm đi gửi chó. Anh em là cần mua lồng chó thì liên hệ nhá. Mình chỉ mua hộ thôi. Cứ mỗi lần xuống là ít nhất là 2 cái anh em ạ. Đấy anh em ạ, đêm hôm mình vẫn còn phải đi bắt chó để đi gửi thôi. Con này dài nhỉ, dài bằng cái lồng luôn đấy. Theo chó, theo chó cái thấy con nó đớp phát chân. Rồi cái xích cho chú quấn luôn qua cái cửa cho anh một vòng. Quấn luôn qua cửa vòng lên lại vòng xuống. Đấy đấy, quấn luôn cửa. Tí nữa anh phải về lấy dây thép anh buộc vào đấy. Con này dài nhỉ, đúng bằng cái lồng luôn. Xong cái vòng cổ cho vào 1 mắt nữa đi. Giờ quen thì chú động được, có vẻ là lạ lạ rồi. Xích này mấy xích tạm thôi nhá. Về anh em cũng nên thay sang xích khác cho nó đảm bảo. Đấy. Bình đực này cho đi Đồng Nai. 12 giờ đêm nay lên xe. 12 giờ đêm mai đến sáng ngày kia là đến nơi. Đây. 23 giờ 20 phút đêm. Đang chờ xe để gửi 2 chiến binh này đi. Đây là con cái. Đi An Khê Gia Lai. Con đực đi Đồng Nai. Như vậy là chuẩn bị kết thúc 1 ngày. Lên xe nhé, xe Điệt Linh. Như vậy là đã kết thúc 1 ngày dài. Bây giờ là ship 12 giờ đêm rồi, giờ mới về ngủ đây. Xin chào tất cả mọi người nhá, xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.